Đây là trúng bụng. Chào trước đi. Gì gì nó mày mấy lần. Đây là
giờ đi làm gì? Đi làm gì? Anh ở Hà Đông mà. Anh ơi, đi làm không? Tôi đang đi làm rồi. Cắm luôn sạc đang cắm này. Đừng chơi bẩn nữa ông ơi. Cái. Cứng.